Chào quý vị, hôm nay là 6 tháng 5 năm 2016 và chúng tôi đang xe hạ lô gỗ mun để làm giường, bàn ăn, tủ áo. Đây là những cái giá vừa nó chuyển ra xong xong. Quay vào cái mặt kia nó mới nhắc này. Không quay được nữa. Quý vị đang xem chúng tôi xẻ gỗ mun, và trong quá trình xẻ là tôi đều phải trực tiếp đứng để chỉ đạo xem cái thanh nào là vào việc nào. Như quý vị quan sát là gỗ mun thì thường là không có gỗ lớn lắm, và ở những cái đống gỗ đây rất là phức tạp, nào là rất nhiều vấn đề, nhưng mà những người thợ của tôi thì phải lựa chọn làm sao để ra những cái tấm đẹp nhất để lựa đưa vào sản phẩm. Và đứng từ bên xưởng xẻ đây thì nhìn ra xa ra ngoài đường đấy vẫn nhìn thấy khu A và khu B của đối kia. Những cái xưởng của nhà tôi sản xuất thì nằm rải rác xung quanh cái cửa hàng trung tâm. Tôi được kéo máy zoom lại để quý vị nhìn thấy. Quý vị đang nhìn rõ chưa ạ? Đây của đối kia, đây là khu A, và dịch trong bên này chính là khu B của tôi, rất là dài. Khu A của tôi là 6 tầng, của khu B là 4 tầng. Và khu B thì nó rất là dài, nó dài 40 mét từ mặt tiền đến mặt hậu. Và đầu gỗ lô thì nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đi từ ngoài đường 1 vào thì sẽ có hai lối đi. Nếu đi từ phía Bắc xuống thì quý vị cách cầu Đỗ Xá 100m thì sẽ phải qua xã Quang Trung vào xã Tân Dân là đến ngay đầu gỗ Đức Hiền. Câu hỏi đầu gỗ Đức Hiền từ ngoài đó đã rõ. Còn nếu mà đi từ dưới lên thì quý vị đến cầu Rẽ. Đến cầu Rẽ thì xong là đi vào đường 1 cũ, hỏi đến công an huyện Phú Xuyên. Từ đấy hỏi vào đường vào xã Tân Dân. Từ đó vào đầu gỗ Đức Hiền là 4km. Và bây giờ chúng tôi lại trở lại cái khu vực đang xẻ gỗ mun.